Xin chào quý vị và các bạn, mình là Mạnh Cường. Ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy cùng VicoStone đến thăm văn phòng DQT Design, một công ty chuyên thiết kế nội thất, ngoại thất và kiến trúc với hơn 6 năm kinh nghiệm, và cùng gặp gỡ anh kiến trúc sư Dương Quang Thái, tổng giám đốc DQT Design, và hãy cùng lắng nghe những chia sẻ cách anh ứng dụng 9 sản phẩm trong bộ sưu tập Vũ Điệu Đại Dương vào trong các thiết kế nội thất. Chào anh Thái. Chào Cường. Các bạn ơi. Chúng ta sẽ đến với phương án mood board cho công trình Olga tại Đà Nẵng nhé. Đến với dự án quán cà phê Olga tại thành phố biển Đà Nẵng thì anh Thái giới thiệu đôi nét để tôi và khán giả được biết về dự án của anh nhé. Dự án Olga quán cà phê ở Đà Nẵng, khách hàng có biết đến chúng tôi qua những dự án cũ trước đây và đã liên hệ trực tiếp với chúng tôi để lên thiết kế cho dự án này. Dự án này rất đặc biệt ở vị trí là trung tâm Đà Nẵng gần ven biển. Thế nên là khi đến tiếp cận đến dự án này, chúng tôi có rất nhiều cảm hứng cho dự án. Ngoài việc là mang các nét đặc trưng ở địa phương cũng như là thiên nhiên của Đà Nẵng vào trong dự án. Yêu cầu của chúng tôi cũng rất là cao và muốn là cái quán cà phê Olga có những hình ảnh đặc trưng của địa phương Đà Nẵng và gần gũi với mọi người. Thế là tôi thấy hình ảnh tượng trưng cho Đà Nẵng đến ngay trong đầu tôi là hình ảnh bàn tay, giống như đây một sản phẩm anh đang chọn cho quán cà phê đúng không? Anh cho tôi xem đây, tôi đoán là một chiếc ghế ngồi đúng không anh? Cách điệu bằng đôi một chiếc bàn tay, nó cũng xuất phát từ cái chính tên gọi của Olga là thân thiện. Chúng tôi muốn thể hiện hình ảnh đôi bàn tay là hình ảnh chào đón người khách khi mà mới bước quán cà phê, thì đồng thời nó cũng là một cái biểu tượng của Đà Nẵng. Ở đây tôi thấy anh đã có một bản vẽ tay của Olga, thì anh có thể giới thiệu thêm về bản vẽ này được không? Không gian khu ngồi ghế băng, bước vào trong cửa hàng Olga thì là ngay bên cạnh đây là một khu hệ ghế băng dài, thì chúng tôi có cách điệu những đường ấn lượn của bán đảo Sơn Trà. Và trong đó lồng ghép hình ảnh đôi bàn tay của cầu vàng vào trong đây thì nó gợi lên một cái đặc trưng rất đặc trưng của Đà Nẵng. Tôi nghĩ rằng là giờ này chủ tư rất thích. Về vật liệu, chắc chắn trong nội thất thì vật liệu gỗ và đá là không thể thiếu rồi đúng không anh? Tôi thấy anh cũng vẫn dùng các gam màu rất là DQT đây. Tôi thấy là gam màu be, màu sáng, và bề mặt nó cũng là bề mặt đá tự nhiên. Thô tự nhiên đúng không anh? Chúng tôi hướng đến phong cách organic, một phong cách với những hình hữu cơ mộc mạc và nguyên bản. Chúng tôi chọn những vật liệu tự nhiên, không được xử lý nhiều. Và sau khi mà chúng tôi lên không gian tổng thể cho dự án rồi, bước tiếp theo chúng tôi là được lên cho một công trình này một cái bảng vật liệu. Trong dự án này chúng tôi có sử dụng những đá tự nhiên, đá vôi, gỗ tự nhiên sồi, và đặc biệt là chúng tôi cho khu quầy bar pha chế chúng tôi có hướng đến những cái vật liệu đá VicoStone với bộ sưu tập mới là Vũ Điệu Đại Dương. Với thành phố Đà Nẵng là một thành phố vừa có biển và núi thì chúng tôi đã có một sản phẩm theo cá nhân tôi nghĩ là rất phù hợp với Đà Nẵng, đấy là sản phẩm BQ9802. Với cảm hứng để thiết kế những sản phẩm này, chúng tôi đã lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa núi và biển. Hoặc bên cạnh đấy chúng tôi cũng có BQ206, một sản phẩm mô phỏng hình ảnh bọt biển với màu nền trắng. Thì không biết là gam màu chủ đạo anh dùng cho quán cà phê là màu chính là màu gì và màu nền là màu gì anh? Cái khu quầy bar và pha chế của quán cà phê là một cái vị trí quan trọng. Chúng tôi sẽ lựa chọn một chất liệu đá tốt, dễ vệ sinh và kháng khuẩn cao. Cái chúng tôi đang muốn hướng đến là đá BQ7704. 7704. Cái vân sóng và có những cái hạt cát li ti ở trên biển. Tôi cảm thấy khi mà kết hợp những cái vật liệu đá lát sàn và gỗ tự nhiên khác thì nó sẽ tạo nên một cái tổng thể hài hòa. Với các sản phẩm của VicoStone hay là BQ7704 thì anh sẽ có nhận thấy một cái điều rất đặc biệt là khi kết hợp với các sản phẩm đá tự nhiên trong công trình, chúng tôi có khả năng sản xuất được các đường vân xuyên tấm. Tức là nếu mà so sánh về mặt thẩm mỹ thì hiệu ứng của VicoStone và các sản phẩm đá tự nhiên anh thấy có thể đem lại hiệu ứng như nhau. Nó không chỉ là vân
trên bề mặt nữa, mà là một sản phẩm có vân đồng đều từ kết cấu đá mặt trên và mặt dưới như nhau. Thì tôi nghĩ là sự lựa chọn này khi mà anh kết hợp giữa cả đá tự nhiên và đá Vico Stone sẽ rất là phù hợp trong không gian của mình. Khi tôi tiếp cận đến dự án này là một dự án căn hộ chung cư khá là lớn với diện tích 148m2 với gia đình trẻ có 3 người. Cái hiện trạng của nó thì là các phòng bị chia nhỏ khá nhiều, thì chúng tôi muốn giải phóng không gian, kết nối bếp, phòng ăn và phòng khách sẽ thành một không gian lớn. Thì cái việc kết nối đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm một cái vật liệu nào đó để dung hòa cả không gian lớn, ba không gian lớn thành một tổng thể. Đây là mặt bằng cải tạo bên tôi có triển khai. Chúng tôi cũng khá thích với cái không gian mở như này. Tôi sẽ đi sâu vào khu bếp hơn. Trong khu bếp chúng tôi sẽ sử dụng các vật liệu như là gỗ công nghiệp sơn bẹt và gỗ tự nhiên, kết hợp một chút đồng, và sàn là sàn đá tự nhiên và kết hợp với một cánh tủ bếp sơn bẹt hiện đại. Cái giải pháp hệ bếp hình chữ U thì sẽ kết hợp liên kết với hệ bàn đảo lớn, đối diện đó là khu bàn ăn luôn, và kết hợp thêm đá Vico Stone với bộ sưu tập núi điệu đại dương. Cái mã BQ7701 thì nó là một mang màu xám mạnh và đường vân mạnh mẽ, thì nó cũng khá là cá tính so với những kiến trúc sư hoặc là những người làm chuyên môn thì sẽ rất là thích, nhưng mà với những chủ nhà, những người bình thường thì họ sẽ thích mọi thứ nó dịu hơn một chút. Thì tôi có tư vấn thêm cho họ về mã BQ7702, nó sẽ là một màu be nâu nhẹ nhàng hơn và chầm nó hơn sẽ một chút, phù hợp với thị hiếu người dùng bây giờ. Không biết là trước đây ngoài hai dự án đấy thì anh đã thiết kế và thi công những công trình nào liên quan đến các hạng mục bề mặt đá và sử dụng đến Vico Stone chưa? Chúng tôi đã biết đến đá Vico Stone từ rất lâu, và khi mà làm các công trình mà yêu cầu cao về chất lượng cũng như là về thiết kế thì chúng tôi thường ưu tiên về đá, lựa chọn đá Vico Stone. Các công trình mà chúng tôi đã thực hiện như là Room 920 ở Penn Studio và Lee Apartment ở chung cư Ngoại Giao Đoàn thì cũng có ứng dụng đá Vico Stone vào các không gian, khu vực bếp và phòng tắm. Xin cảm ơn anh Thái đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Vico Stone trong nhiều dự án, cũng như hôm nay anh đã chia sẻ về cách anh ứng dụng bề mặt đá Vico Stone trong các bảng vật liệu và đáp ứng được đa dạng các yêu cầu của chủ đầu tư. Để biết hơn nhiều thông tin về Vico Stone ngoài bộ sưu tập mới nhất là Vũ Điệu Đại Dương và các bộ sưu tập khác, mời quý vị và các bạn hãy tìm đến showroom Vico Stone và các đại lý trên toàn quốc để trải nghiệm sản phẩm thực tế. Xin cảm ơn.